Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Nóng, Trung Quốc tập trận ngay đối diện đảo Đài Loan. Trước các diễn biến căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và hòn đảo tự trị, mới đây phía Đài Loan giận dữ đáp lời kêu gọi Trung Quốc bỏ thói cưỡng ép người khác và nhắc lại rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Đáp trả lại ngay lập tức, phía Trung Quốc đã trực diện tập trận ngay đối diện đảo Đài Loan, khiến cuộc chiến căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cuộc đụng độ giữa hai loại vũ khí được mệnh danh bất khả chiến bại, giữa một bên là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 với tên lửa phòng không S-400 được cho là khó có thể đánh khỏi khi Ba Lan quyết định mua loại chiến đấu cơ này. Một diễn biến đáng chú ý khác, Trung Quốc bày tỏ mong muốn cùng ASEAN thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực mới. Điều này được Bắc Kinh nhấn mạnh trong lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tin nóng, Trung Quốc tập trận ngay đối diện đảo Đài Loan. Theo nguồn tin Trung Quốc cho biết, các cuộc tập trận của lực lượng này diễn ra tại Phúc Kiến đã được diễn ra trong những ngày gần đây nhưng không nêu thời gian chuẩn xác. Các cuộc tập trận được quân đội nước này tổ chức tại tỉnh Phúc Kiến ngay đối diện đảo Đài Loan đã diễn ra trong những ngày gần đây. Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng binh lính, đặc công và nhiều lực lượng đặc biệt của quân đội Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho biết, các binh lính tham gia cuộc tập trận được chia thành nhiều đợt tiến hành đánh chiếm bãi biển. Trong một đoạn video đăng tải trên trang mạng xã hội, có thể thấy hình ảnh các xuồng cao tốc của Trung Quốc đưa binh lính đổ bộ lên đất liền. Giới quan sát cho biết, những hình ảnh về cuộc tập trận cho thấy vào thời điểm diễn tập, thời tiết rất quang đãng, tầm nhìn tốt. Tuy nhiên, trong những ngày vừa rồi, phía Nam Phúc Kiến, Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Điều này khiến nảy sinh nghi ngờ về việc địa điểm diễn ra diễn tập thực chất không nằm ở Phúc Kiến hoặc thời điểm diễn ra cuộc diễn tập khác với những gì mà phía Trung Quốc công bố chính thức. Trước đó, ngày 9 tháng 10 vừa rồi, Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình. Nguồn tin cho biết, phía Đài Loan đã phản ứng ngay sau khi phát biểu của ông Tập, khẳng định rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai cho chính mình. Giới quan sát cho biết, căng thẳng giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc trong thời gian gần đây có thể xem là nóng nhất lịch sử kể từ cuộc đấu pháo của hai bên ở Kim Môn, Mã Tổ bắt đầu nổ ra từ năm 1958. F-35 tiến sát biên giới Nga, sẵn sàng đụng độ S-400. Cuộc đụng độ giữa hai loại vũ khí mang danh bất khả chiến bại. Giữa một bên là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 với tên lửa phòng không S-400 là khó có thể tránh khỏi khi Ba Lan quyết định mua loại chiến đấu cơ này. Vào tháng 1 năm 2020, Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ USD với Mỹ để mua 32 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A. Trong khuôn khổ chương trình Hapia, chi mừng, nhằm thay thế số máy bay tiêm kích bom Su-22 và máy bay đánh chặn MiG-29 có từ thời Liên Xô. Đáng ngạc nhiên, trong triển lãm quốc phòng MSPO lần thứ 29 được tổ chức tại KICE ở Ba Lan vào tháng trước, J.R. McDonald, Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh của Lockheed, đã đề cập đến một địa điểm bố trí phi đội tiêm kích F-35A thứ hai của không quân Ba Lan ở phía tây bắc nước này, cách không xa biên giới Nga. Mỹ đã chấp thuận cung cấp trọn gói, không chỉ bao gồm việc chuyển giao 32 máy bay chiến đấu F-35 mà còn cung cấp gói đào tạo phi công và thợ kỹ thuật, buồng lái mô phỏng tiên tiến, bảo trì máy bay suốt vòng đời và một hệ thống hỗ trợ hậu cần mạnh mẽ, bình đẳng như các quốc gia đối tác F-35 khác. Trong khi việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào năm 2024, thì vị trí khả dĩ nhất cho phi đội F-35 được quan chức Lockheed Martin chỉ ra gần đây là căn cứ không quân chiến thuật số 21, Mike Stefan Stick ở Skywin. Và Skywin chỉ cách Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm ngoài biên giới Nga khoảng 410 km, nơi quân đội Nga triển khai cả hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động 9K720 Iskander và hệ thống phòng không S-400 Triumph. Theo nguồn tin của Ấn Độ đã viết rằng, S-400 là vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi cho bất kỳ quân đội nào. Radar cảnh giới của hệ thống có phạm vi phát hiện mục tiêu lên tới 600 km. Bên cạnh đó, S-400 có tính cơ động cao và có thể chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một cuộc tấn công chỉ trong vài phút. Tất cả các radar, tên lửa và bệ phóng của S-400 đều được bố trí trên các xe tải Việt dã 8x8, khiến chúng khó bị theo dõi và tiêu diệt. Hệ thống được trang bị radar mảng pha quét điện tử 92N6E có thể phát hiện 300 mục tiêu cùng lúc và dẫn đường cho 4 loại tên lửa khác nhau, dựa trên mối đe dọa và tầm bắn. Hiện tại, căn cứ Skywin đang hàng chục chiếc tiêm kích bom Su-22M4 và 6 chiếc Su-22UM3K, huấn luyện đã cũ của không quân Ba Lan.
Theo thông tin, Warsaw có kế hoạch duy trì số máy bay này trực chiến cho đến năm 2025 nhằm giữ chân các phi công và thợ kỹ thuật có tay nghề cao. Số tiêm kích bom Su-22 của không quân Ba Lan có từ thời Liên Xô đã có mặt tại căn cứ không quân Skrykwin, được sử dụng để đào tạo phi công mới và cung cấp đào tạo cho lực lượng không quân truyền thống, lực lượng đặc nhiệm Ba Lan GTAC và nhiệm vụ phòng không. Trong khi phi đội F-35 của Ba Lan được đề xuất tại căn cứ không quân Skrykwin, ở quá gần hệ thống phòng thủ của Nga là khá bất ngờ. Thực tế là tất cả các căn cứ của không quân Ba Lan đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Từng là một phần của khối quân sự hiệp ước Warsaw, Ba Lan trở thành viên chính thức của NATO do Mỹ lãnh đạo vào năm 1999. Hai quốc gia, Nga và Ba Lan hiện không có quan hệ thân thiện với nhau. Bên cạnh việc giáp biên giới với Nga, căn cứ Skrykwin nằm cách biển Baltic chỉ 60 km. Vị trí này sẽ giúp F-35 sẽ dễ dàng lui tới để hội quân cùng lực lượng không quân của đồng minh nếu cần. Trước đó, những chiếc tiêm kích bom Su-22 tại căn cứ đã được không quân Ba Lan sử dụng để hỗ trợ nhiều cuộc tập trận của NATO trong khu vực như Baltops, Assault hay Springstorm. Hợp đồng năm 2020 do Warsaw ký với Mỹ nhằm thay thế số máy bay chiến đấu Su-22 và Kigoyan MiG-29 của không quân Ba Lan bằng các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới. Hiện số máy bay Su-22 của Ba Lan đã lạc hậu và hết niên hạn sử dụng. Lô máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 F-35 của Ba Lan là phiên bản F-35A dùng cho không quân. Đầu tiên sẽ được đóng tại căn cứ không quân chiến thuật số 32 ở Lac thuộc miền trung Ba Lan và được cho là sẽ được chuyển giao vào năm 2024-2025. Lô máy bay thứ hai dự định bố trí tại Skrykwin, ước tính sẽ được giao vào năm 2026-2027. Bước vào hoạt động năm 2026 và một phi đội hoàn chỉnh vào năm 2030. Khả năng sẵn sàng, khả năng chiến đấu hoàn toàn sau năm 2030. Theo tướng Todd D. Waters, tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ và tư lệnh đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, vào năm 2030, toàn khối NATO sẽ có 450 chiếc F-35 đóng tại 12 địa điểm trên khắp lãnh thổ châu Âu, tạo thế áp lực lên phía Nga. Trung Quốc mong muốn cùng ASEAN thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực mới. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Hai bên cần giữ gìn những kinh nghiệm quý báu trong 30 năm qua và xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn. Quan chức Trung Quốc đưa ra bình luận trên khi tham dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa hai bên. Ông kêu gọi hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực mới, khai thác mạnh mẽ các lĩnh vực mới nổi như nền kinh tế số, đổi mới khoa học, công nghệ và kinh tế xanh để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khu vực và phát triển bền vững. Lưu ý tới những nỗ lực nhằm cải thiện đời sống và phúc lợi của người dân, ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp vaccine và các nguồn khác để hỗ trợ các nước ASEAN chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài ra, ASEAN và Trung Quốc cũng cần tăng cường hợp tác trong giảm đói nghèo, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai cũng như thúc đẩy phát triển xã hội. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1991, Trung Quốc và ASEAN đã bắt đầu con đường đoàn kết và hợp tác, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông cho rằng hai bên cần duy trì sự chỉ đạo cấp cao và làm sâu sắc hơn quan hệ giao tiếp chiến lược và sự tin cậy lẫn nhau về chính trị để vạch ra một kế hoạch chi tiết mới cho sự phát triển lâu dài của mối quan hệ này.